Chào mừng các bạn đến với DTS Esports TV. Để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Chuyện ngắn, một câu chuyện của Phil Rạng. Máu đã đổ, thanh kiếm này đã nhuộm đỏ máu của những kẻ gục xuống khi chứng kiến những vũ điệu tử thần của chiến trường. Khao khát muốn tìm kiếm đối thủ xứng đáng của mình, tôi đã gia nhập đấu trường công lý nhằm mục đích bảo vệ Demacia và gia tộc của mình. Gia tộc Lauren, một trong ngũ đại gia tộc ở Demacia, nổi tiếng với các kỹ thuật đấu tay đôi lưu truyền qua nhiều thế hệ. Cha tôi, một tay kiếm huyền thoại, cũng chính là gia trưởng của gia tộc lúc bấy giờ. Ông đã từng là người để tôi tiếp tục chiến đấu, tiếp tục nỗ lực. Với tài năng của mình, tôi đã nhanh chóng vượt qua các anh chị em của mình, những kẻ đồng trang lứa. Xem sự tự tin của tôi là sự kiêu ngạo, nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ. Tôi chẳng thèm đói hoài và tiếp tục nỗ lực, tiếp tục rèn luyện để trở thành một trong những người thừa kế xứng đáng của cha mình. Dù giá như ngày ấy không đến, giá như ông ấy chưa từng bỏ thuốc độc và thức uống của đối thủ mình, để rồi bị chính quyền bắt được, cũng chính điều đó đã làm hủy hoại thanh danh của cả gia tộc và danh dự của tôi. Bằng tất cả sức mạnh và sự giận dữ cùng lòng quyết tâm lấy lại thanh danh, tôi đã thách đấu cha của mình. Dù ông ấy đã chiến đấu rất dũng mãnh, nhưng có lẽ từ lâu ông ấy đã quên đi những thứ mà một kiếm sĩ cần phải có, những thứ mà chính ông ấy đã dạy cho tôi. Và với lưỡi gươm của mình, tôi đã yêu cầu quyền lãnh đạo gia tộc, ông ấy đầu hàng. Nhưng ngay cả khi tôi đã chiến thắng, thì cái bóng nghi ngờ vẫn theo đuổi thanh danh của mình, khát khao định đoạt số mệnh của mình. Tôi đã hét lên hết sức có thể, như thể muốn cả lục địa Valorant nghe thấy rằng mình sẽ trở thành một kiếm sĩ vĩ đại nhất Valorant. Nhưng có lẽ sẽ còn lâu lắm, vì ở đấu trường công lý, tôi còn gặp rất nhiều những đối thủ rất mạnh như Yasu, Jiven, Matoji, Zac, Irelia. Nào, bây giờ thì trở lại vấn đề chính thôi. Trước tiên giới thiệu về Valorant trước đã. Lục địa Valorant rất rộng lớn, bao gồm nhiều vùng đất, lãnh thổ được chia thành hai vùng Bắc và Nam bởi vách ngăn vĩ đại. Vùng Bắc lục địa bao gồm các quốc gia lớn như Demacia, Noxus, Ferox, Piltover, Zaun và một số vùng nhỏ khác. Còn ở vùng phía Nam lục địa, đa phần không còn mấy ai sinh sống, chủ yếu là Badr City của tộc Zoder, Uchistan và Surima. Ban đầu thì đấu trường công lý được tạo ra nhằm giải quyết những vấn đề xung đột giữa các quốc gia, nhưng rồi có một vài kẻ nào đó đến từ hư không và một vài kẻ thì không biết từ đâu ra cũng xen vào, mặc dù chả liên quan đến mình ở thì cũng có tí ấy. Mọi ngày vẫn cứ nhàm chán hết giải quyết đống công việc rồi lại bị triệu hồi, lâu lâu lại phải đi giao dịch ở các đất nước xa xôi như Ionia hay Ferox. Chỉ có mỗi buổi tối là được thảnh thơi nhâm nhi tí sữa khi đi tắm, rồi lại luyện tập xong lại đi ngủ. Mà hình như dạo này số người triệu hồi tôi giảm đi thì phải. Đã thế lâu lâu lại còn bị triệu hồi bởi bọn Summoner danh đồng, không biết điều khiển nữa chứ. Phiền phức thật. Mà nói về Summoner thì không phải nói, họ thật đa dạng. Mỗi người là mỗi tính cách, mỗi cách chiến đấu và mỗi một chiến thuật khác nhau. Một số người thì luôn xì vào đồng đội khi họ mắc sai lầm, hoặc thậm chí còn chửi trong khi đồng đội của mình chả làm gì. Một số khác thì luôn hòa đồng, vui vẻ, luôn sẵn sàng bỏ qua sai lầm của đồng đội và luôn hướng tới chiến thắng. Có lẽ là tôi thích loại thứ hai hơn. Còn loại thứ một có lẽ giống bọn Noxus. Mà lâu lâu tôi cũng có thắc mắc tại sao trong nhiều trận đấu Noxus và Demacia lại hợp tác với nhau trong khi hai nước này là kẻ thù từ khi mới thành lập. Nhưng qua tiếp xúc với nhiều người Noxus như Talon, Katarina thì tôi nghĩ họ cũng không hẳn là người xấu. Vậy là ít ra Noxus cũng có người tốt, kẻ xấu nhỉ. Cứ sau mỗi trận đấu là tôi lại có thêm những người bạn mới và cũng phần nào hiểu hơn về những chiến thần khác. Có những người thì luôn hết sức để bảo vệ đất nước của mình. Một số người chỉ chiến đấu vì niềm vui, một số khác lại chiến đấu để tăng thêm sức mạnh, còn một số khác lại có công lý riêng của mình và chiến đấu vì nó. Giờ phút này, tại đây, bên dưới lá cờ của Demacia, ta là Fiora, ta xin thề dưới danh dự của mình rằng sẽ luôn chiến đấu để bảo vệ Demacia, đưa dân tộc, đưa gia tộc Lauren lên đỉnh cao nhất, sẽ luôn chiến thắng một cách công bằng và quang vinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like, subscribe để ủng hộ channel và nhận được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.